Mời xin chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này em sẽ quay và gửi tới cho quý vị một dự án Stop House Mini. Với cái dự án này thì hai xe ô tô trước nhà tránh nhau thoải mái. Thực tế đây quý vị nhé, xe ô tô để trước nhà giá bán chỉ hơn 2 tỷ. Quý vị không nghe nhầm đâu, hơn 2 tỷ một căn, diện tích 45m2, thiết kế và xây dựng rất chi là hợp lý. Ngay trong video này em sẽ quay một căn nhà mẫu gửi tới cho quý vị. Cụm dự án này có tổng 70 căn và đã bán tương đối là nhiều rồi, chỉ còn sót lại mấy căn thôi mọi người ạ. Đó, và với cái cụm dự án này, đây là đường ngõ trước nhà, hướng nhà này là hướng Tây Bắc. Thiết kế toàn bộ sổ riêng biệt từng căn, hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn, vị trí gần với trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao. Đi từ vị trí nhà này mà di chuyển ra bến xe Nghĩa thì nó chỉ khoảng tầm 5 phút đến 7 phút đi xe thôi mọi người ạ. Và quan trọng nhất là nó gần như là nằm ở trong một cái khu dân cư văn minh ấy, đường to ngõ rộng, ô tô. Và thiết kế của ngôi nhà như thế nào thì mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể. Với phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Cách căn nhà này thì xung quanh ngập tràn tiện ích chợ dân sinh, trường mầm non gần với lại Ủy ban nhân dân xã Phụng Châu. Cụ thể của nó thì thuộc Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội mọi người ạ. Và giá bán thì thấp nhất là từ 2 tỷ 260 triệu một căn cho một ngôi nhà 45m, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà luôn. Sổ sách pháp lý rõ ràng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Hiện tại em đang đứng ở đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Nếu như quý vị có xe ô tô thì quý vị có thể để trước nhà ngày đêm thoải mái. Còn nếu như mà quý vị có xe máy thì quý vị buổi tối có thể dắt vào. Nói chung là ở đây 70 căn nhà đã bán gần hết, cho nên về phần pháp lý cũng như là về cái thiết kế xây dựng nhà, công năng sử dụng thì quý vị hoàn toàn yên tâm. Ở đây thì chỉ còn có vài căn còn lại, cho nên Ngọc Ánh quay và review cho quý vị. Phần hoàn thiện cơ bản của ngôi nhà đã xong hết 100%, hồ sơ điện, nước, hệ thống trần thạch cao, thiết bị vệ sinh, gạch lát nền, sơn đều đã xong hết rồi. Đây là phần không gian phòng khách của ngôi nhà. Ngăn cách giữa phần cầu thang, cửa chính, phòng khách thì chủ nhà lắp cho quý vị một vách gỗ CNC. Kích thước gạch 60-60, vân đá. Thực ra ấy, với cái giá bán và với cái diện tích rồi là đường to ngõ rộng thì căn nhà này rất là hợp lý tại khu vực. Nằm ở trong cái khu dân cư rất là đông đúc, 70 hộ gia đình sinh sống. Và thực ra thì đường to ngõ rộng, rất là thoáng chứ không phải là xin xít vào, hoặc là hai dãy nó quá gần nhau để ốp mặt vào nhau mọi người ạ. Đây, thoáng trước, thoáng sau. Và với cái không gian của tầng 1 ngoài phần phòng khách kia thì đây là phần phòng bếp. Với phần tủ bếp, chủ nhà thiết kế đầy đủ chỉn chu hết cho quý vị. Tủ gỗ MDF chống cong vênh, xung quanh bếp thì là ốp gạch, mặt bếp ốp đá granite, phụ kiện bếp lắp đặt xong hết chất liệu inox, vòi rửa phụ kiện 304. Sổ sách pháp lý rõ ràng. Với căn nhà này quý vị trả trước 700 đến 800 triệu tiền mặt, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay tối đa thời gian dài nhất, lãi suất ưu đãi nhất. Thiết kế thêm một tầng 1. Ở đây là một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này đáp ứng nhu cầu sử dụng ở phía dưới tầng 1. Hơn 2 tỷ cho một ngôi nhà 45m2, thiết kế công năng quá là hợp lý, hài hòa. Đây, tay vịn của trụ cầu thang thiết kế từ tầng 1 cho tới lên các tầng phía trên, thiết kế toàn bộ là gỗ. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên xem ngôi nhà này thiết kế như thế nào. Và trên phía tầng 2 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị hai phòng ngủ trước và sau. Căn nhà này thì có tặng điều hòa cũng như là về bình nóng lạnh cho quý vị các phòng ngủ đó. Đây là phần phòng ngủ phía bên trong, cửa sổ thông thoáng, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, cửa thông phòng, tất cả các cửa thông phòng cũng như là cửa nhà vệ sinh đều thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Trên phía tầng 2, tầng 3 thì chủ nhà lát cái gạch nó khác với tầng 1 một chút đó. Còn đây là phần phòng ở phía bên ngoài mọi người ạ, có ban công mở thực tế. Ở đây 70 căn nó gần như một quần thể và tầng thiết kế nó rất là giống kiểu dạng shop house nhỏ ấy mọi người. Rất là đẹp, hiện đại, thoáng. Chủ nhà thiết kế cũng tương đối chỉn chu và cẩn thận. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ trước và sau. Phần phòng vệ sinh này thì được chủ nhà thiết kế lắp đặt thêm bình nóng lạnh. Còn đâu thì về thiết bị vệ sinh đầy đủ hết, bồn cầu, sen, tắm, lavabo cho quý vị. Trong phòng vệ sinh thì được chủ nhà ốp gạch, đó, rất là sạch sẽ. Và mời quý vị theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà. À, tầng 3 cũng là tầng cuối cùng của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị. Một phòng vệ sinh,
một phòng ngủ, một phòng thờ và một sân phơi. Đáp ứng công năng tương đối, tất cả các phòng ngủ đều được chủ nhà thiết kế lắp đặt điều hòa. Đó. Sạch sẽ, thoáng, cửa sổ thông thoáng hai lớp. Phòng ngủ thì rộng rãi, vuông vắn. Như vậy, lên trên phía tầng 3, căn nhà này chủ nhà thiết kế cho quý vị 3 phòng ngủ riêng, 3 phòng vệ sinh, tầng 1, tầng 2, tầng 3. Phòng vệ sinh này cũng được thiết kế đầy đủ bình nóng lạnh. Đó. Đây là phòng thờ. Nhỏ, hợp lý. Phòng thờ riêng của ngôi nhà. Đây. Và phần còn lại, sân phơi. Nói chung với cái diện tích này thiết kế 3 tầng, tối ưu công năng sử dụng. Đây ạ. Đây là phần sân phơi thoáng. Với cái cụm dự án 70 căn nhà không phải là đơn giản đâu quý vị. Rất là đẹp, thiết kế rất là hiện đại, chỉn chu từng căn một, bởi vậy cho nên đã bán gần hết rồi. Cho nên mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà cũng như đi xem nhà thực tế thì liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.